giữa lòng phố phồn hoa lạc lõng những bước chân thôi, xuôi ngược theo dòng trôi tìm chút ấm áp xa xôi. Có vấp ngã rồi đứng lên, có bao lần khóc cười, có xa xôi có chân thành, quay cuồng hay thảnh thơi. Tôi nhận ra vài thứ nhỏ thôi chẳng ở đâu xa, thương và yêu sẽ thấy bình yên ở khắp quanh ta. Khó khăn mỗi lần bước qua, trái tim như vỡ òa. Bóng đêm mỗi lần khuất xa, nắng lên hiền hòa. Cuộc đời là một chuyến đi, dừng lại hay bước tiếp khi mỏi mệt quá, thì hãy luôn tin vào duyên lành ta trong tươi sẽ kết trái đơm hoa. Tình yêu sẽ chia ấm áp để xa nhau, ngoài cuộc xây dựng ta góp thêm tiếng yêu không lên hương. Hồi sáng khi anh đọc rơi mũi hoàng hôn khói chân trời đều rực rỡ như ta đã sống những tháng năm qua. Dưới bóng bình yên, dạ con tới Sài Gòn rồi mẹ, bây giờ con đi kiếm chỗ ở tạm rồi ngày mai con đi tìm nhà trọ, sau đó con sẽ tới gặp bác Bảy. Dạ. À, cầm cho mày ăn rồi ha, may mắn lắm nha mày. Cầm chỉ lo cho mày không à, không có lo gì cho tao hết á. Ê bà kia, có ai tô nãy giờ làm lâu vậy? Chờ chút, sắp xong rồi. Bây giờ muốn ăn nguội hay ăn nóng? Tôi đói lắm rồi đó. Chị ơi, cho em tô hủ tiếu nha. Ờ, chờ chút xíu nha. Dạ. Mấy vô đây thôi hả? Dạ, dạ cậu ơi, cậu thông cảm. Mấy nay ổng bệnh, tôi phải mua thuốc cho ổng. Thôi, thôi, nè, hủ tiếu này ăn đi. Gì đâu, người ta lớn tuổi rồi mà. Hổn quá, hổn à. Ba bà xe vô dẹp quán bà luôn á. Gì? Mày nói gì? Nè, mày đừng có tưởng chị mày không biết mày là ai nha. Ăn đi. Ê, thằng kia, mày lấy tiền.
Bắn người ta! Bắn người ta ăn cướp! Bắn người ta ăn cướp! Ăn cướp! 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 Dừng lại, dừng lại. Có chuyện gì vậy em? Em thấy có người nằm ở bên đường, máu me tùm lum hết trơn á. Cướp đâu? Cướp đâu? Thằng này cướp à? Không có. Thằng này bị cướp đánh. Rồi cướp đâu? Đâu biết. Trộm. Chắc chạy mất rồi. Trời. Anh ơi, sao anh ơi? Sao vậy? Nè. Anh ơi. Nè. Trời, máu quá trời vậy. Có sao không? Nè. Anh ơi. Từ từ bình tĩnh. Coi nó tỉnh lại chưa, rồi tình hình sao mình mới tính tiếp được. Đúng rồi. Chờ nó bình tĩnh lại, rồi xong đó mình phải lấy tiền chứ, cái tiền mà mình tạm ứng bệnh viện cho nó đó. Nè 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 nè, ông coi giùm tôi. Cái gì đó mà chụp CT mà hơn 3 triệu bạc. Trời đất ơi. Thấy chưa, thấy nó sao vậy? Nó đang ngủ. Mọi người ơi. Sao rồi con? Anh tỉnh rồi. Ôi rồi. Tỉnh rồi hả? Quá. Đi vô lấy tiền. Mày điên hả? Cái cuộc đời của mày là tiền không vậy đó hả? Không có tiền không sống được. Mày nín, mày nín. Nín. Để con kêu bác sĩ nha. Mày đứng im đó. Anh tên gì? Quân. Nguyễn Mạnh Quân. Anh bao nhiêu tuổi? Quê quán ở đâu? Anh có nhớ là mình té ngã ở đâu không? Bây giờ á, anh co duỗi chân lên đi. Anh đưa tay qua khỏi đầu. Bệnh nhân bị chấn thương não sau va đập nên dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Sao mọi người vô đây đông quá vậy? Mời mọi người ra giúp em. Chú ý gì, ra đi, ra đi. Bệnh nhân bị mất trí nhớ tạm thời, cần phải theo dõi kỹ chức năng và nhận thức. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Mất trí nhớ tạm thời, lỡ như nó quên luôn thì sao? Thì mày mất tiền chứ làm sao? Trời ơi, cậu ấy bình phục lại, cậu ấy trả cho, có quịch đâu mà lo. Thôi bây giờ mọi người bình tĩnh, về nhà lo công chuyện đi. Ở đây có bé Yến canh đó rồi. Tí con. Vậy, vậy. Rồi mọi người gọi xe cấp cứu đưa anh đi. Nhưng mà trong người anh không có giấy tờ tiền bạc, cũng như là quần áo, điện thoại càng không có luôn. Không có gì hết hả? Đúng rồi. Chị bé có giữ cái túi của anh. Mà anh quên hết thật đó hả? Sao giống trong phim dữ vậy ta? Tôi đau đầu quá. Thôi anh đừng có suy nghĩ nữa. Coi chừng não anh nó nổ tung ra bây giờ. Tôi không sao. Trời ơi, giờ này bà còn chưa chịu tới nữa. Bà cầm phiếu mà bà đi trễ tôi cũng sợ bà thiệt cái trời.
xin lỗi mọi người nha. Ba tới trễ vậy? Phiếu đâu đưa tôi? Ở phía nè. Cảm ơn chú. Phía nè. Trời ơi, sáng chút nữa qua trên xe. Sợ bà thiệt đó. Chị Hương, hai chị em mình đi phát phiếu đi, trễ lắm rồi. Mà anh không đi phát phiếu cùng với mọi người hả? Thôi, tôi phát cho, bà vô bà xếp cơm đi. Tranh thủ đi em. Đi nhanh lên nhá, không là người ta lấy hết cơm bây giờ rồi đó. Tôi biết rồi. Con gửi cô. Dạ. Con gửi. Phiếu anh đâu? À, không sao. Anh tên gì? Ở phòng nào, khoa nào? À, Nguyễn Mạnh Quân, khoa thần kinh, phòng 301. Tôi không thấy tên của anh ở trong danh sách. Cô ơi, tôi không có phiếu á, cô có thể cho tôi hộp cơm được không? Dạ, không được đâu chú ơi, tụi con chỉ có đủ cơm phát cho cô chú có phiếu thôi. Dạ, mong chú thông cảm lần sau nha chú. Xin lỗi nha, chắc tôi không giải quyết cho anh được. Chú ơi, chú đợi con chút. Dạ. Con có hộp cơm con gửi chú. Dạ cô. Ê, em kia. Đẹp trai cao to vậy mà lấy cơm từ thiện hả? Từ sáng đến giờ anh có nhớ thêm được gì không? Em nhớ nhà em hình như nằm ở gần biển. Bệnh nhân phục hồi rất tốt, còn trí nhớ thì sẽ cải thiện từ từ. Bây giờ người nhà đi làm thủ tục và mua thuốc theo đơn này. Sáng mai bệnh nhân ra viện. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Về nhà, anh nhớ ăn uống đủ chất và uống thuốc theo toa. Dạ, em cảm ơn bác sĩ. Anh chị em cũng biết rồi đó. Từ sau dịch Covid cho tới nay, số lượng xưởng sản xuất cắt giảm biên chế và thậm chí là đóng cửa để mà cắt lỗ. Cái số lượng đó tăng lên rất là nhanh. Và công ty của chúng ta cũng đang phải đối mặt với một số khó khăn đó. Xin lỗi ba. Chú Mai, con tới trễ. Hiện giờ công ty của chúng ta nhận được đơn đặt hàng rất là ít, cho nên không thể duy trì công việc một cách đều đặn được. Buộc chúng ta sắp tới phải thu hẹp sản xuất lại và cắt giảm giờ làm của công nhân. Nhưng mà đó là cách duy nhất để chúng ta có thể giữ lại tất cả anh chị em mà đã gắn bó với công ty từ những ngày đầu. Tuy nhiên, nếu anh chị em nào đó muốn thay đổi công việc, tìm một công việc khác thì công ty cũng sẵn sàng hỗ trợ một khoản kinh phí nhỏ. Và sau này nếu mà tình hình nó tốt hơn, anh em nào muốn quay trở lại, công ty sẵn sàng tiếp nhận. Dạ, cảm ơn chú Bảy và công ty đã không bỏ rơi tụi con trong thời điểm Covid. Nay công ty đang gặp khó khăn. Chú Bảy cho tụi con ở lại công ty để cùng nhau đồng hành vượt qua khó khăn. Em nghĩ rằng á, mọi người sẽ chia sẻ khó khăn và sẵn sàng ở lại thôi anh à. Tôi xin cảm ơn tất cả anh chị em. Sẵn đây tôi cũng xin thông báo một chuyện. Công ty của chúng ta sẽ từng bước phát triển cái bộ phận sáng tạo, thiết kế mẫu mã, xây dựng và quảng bá thương hiệu nữa. Con thấy hướng đi này đúng đắn đó ba. Con sẽ cố gắng cùng với chú Mai. Chuyện đó tính sau đi. Trước mắt bây giờ tôi sẽ liên hệ với lại một số khách hàng. Và hiện giờ tôi đã nhận được một bộ hồ sơ dự thầu một cái công ty là CMG Express may gia công và sản xuất phục trang. Chúng ta bằng mọi giá phải giành lấy cái hợp đồng này. Yến. Anh hỏi cái này một cái. Mấy người mà quyên góp tiền để lo viện phí cho anh đều là người nhà của em hết hả? Mấy người trong xóm vô gia cư với em á. Bảy triệu hai trăm ngàn. Cái gì?
sao nhiều dữ vậy? Thì tiền phòng bệnh 4 ngày là 1,2 triệu. Tiền xét nghiệm là 600 ngàn. Anh đi thay đồ đi. Sao lại thay đồ? Đi. Nghe em đi. Trời đất ơi, thiệt tình luôn á, bữa nay ngày gì vậy trời? Dọn hàng từ chiều tới giờ không có một món khách nào hết. Ai... Ông Địa ơi, ông Địa phù hộ cho con đi, kéo khách về cho con đi. Con hứa với ông Địa là con mua chuối về con cúng ông Địa liền. Con hứa với ông Địa luôn á. Dạ. Cho hai tô đặc biệt đi. Sao? Trời đất ơi, có khách rồi. Cảm ơn ông Địa. Trời đất ơi, cái con nhỏ này, con có biết là từ chiều tới giờ là không mát được một tô nào không? Rồi bây giờ vô đây quậy gì nữa là sao hả? Đốt phong lòng mình mới được. Thôi, đốt thôi, thôi, cái gì? Dì cho con hai tô đi. Nè, hồi chiều nay á là dì đã mang vô cho ông nội một tô rồi. Tiêu chuẩn nhà con bây giờ còn có một tô thôi. Hai tô miễn phí thôi. Bây giờ tính mời ai nữa hả? Dì. Sao nó ở đây? Con tiết kiệm tiền viện phí cho mọi người đó. Trời đất ơi, là trốn viện hả? Xu tiền của bệnh viện hả? Sao mày gắt? Trời ơi, sao mà con làm cái chuyện đó hả? Hả? Sao mà qua đây, con có biết là người ta truy được là chết hay không hả? Nè, dì đã nói rồi, nghèo cho sạch, rách cho thơm. Vậy là mình trốn viện hả? Chứ còn gì nữa? Chứ giờ sao gì? Bảy củ thì cũng phải trả cho người ta. Nhìn cái mặt đã biết đói rồi đúng không? Giờ muốn ăn không? Ngồi xuống đây tôi làm cho mà ăn. Bực mình ghê á. Anh thấy sao? Thấy chỗ nào quen không? Thấy chỗ này hình như cũng quen quen, nhưng mà không nhớ là tới hồi nào nữa. Anh nhớ ra đi, bữa giờ tôi phải nghỉ việc vô bệnh viện chăm anh đó. Còn gì bé, chỉ lo cái vụ ứng tiền cho anh nữa. Nó đã nghèo còn gặp cái eo. Đây, dẹp này qua. Rồi ăn đi nha. Có cảm ơn gì chồng. Ăn nhanh nhanh đi. Rồi vô coi ông nội sao chứ hồi chiều là thấy ông ho dữ lắm à nha. Ủa, vậy hả gì? Ừ. À mà gì? Hay là gì kể cái vụ mà ảnh ra tay nghỉ hiệp ở đây nè. Biết đâu ảnh nhớ lại sao gì? Nhỏ này rảnh dữ vậy trời. Nó nói bác sĩ nói á là nó ít nhất là phải mấy ngày nữa nó mới hồi phục mới nhớ lại được. Bây giờ bắt ép nó quá nó té xỉu rồi sao? Ăn đi. Mai tôi kiếm tiền đi vô trả trong bệnh viện nè, thiệt tình luôn á. Ờ quên nữa nè. Nè, Yến. Dạ. Cho nó ăn xong đi rồi đưa nó vô trong xóm mình á, rồi từ từ tính nghe không? Dạ. Ừ. Ngon quá ha. Ngon hả? Ừ. Ờ gì cầm nấu ăn là hơi bị đỉnh đó anh. Ăn nhiều vô nha. Chắc tại mình đói á. Chào mừng anh đến với xóm vô gia cư của tụi em. Ủa, em làm gì? Em đổ nước sẵn vô nồi. Để ngày mai á, mọi người dậy, mọi người có mà để luộc đậu nướng bắp đem đi bán á mà. Làm gì mà ồn vậy? Mọi người đang ngủ mà. Ủa? Hả? Tỉnh lại rồi hả? Đem tiền đến trả phải không? Dì nghĩ cái gì vậy? Mặt ảnh còn ngáo ngáo kia kìa. Tỉnh gì mà tỉnh. Nè,
cậu mau tỉnh lẹ lẹ đi rồi trả tiền cho tụi tôi đi ông thần. Ủa, mà nó chưa tỉnh, sao nó lại ở đây? Đúng ra thì nó phải ở trong bệnh viện mới đúng chứ. Con dắt ổng trốn viện về đây á. Hả? Trốn viện? Trời ơi! Nè, trốn viện thì được, nhưng mà không có được trốn tụi tôi nha. Chứ nó cậu nhìn nguyên cái xóm này đi, đó, nó nhìn đi, cũng đâu có ai có khá giả gì đâu. Nè, rồi tối nay nó ngủ đâu? Con biết rồi, vô lo với Mi đi. Ờ. Cái chỗ đó là chỗ em với ông nội hay ngủ á. Tối nay anh ngủ ở đây đỡ đi nha. Đây, cái chiếu này á, xíu nữa anh trải gần chỗ ông nội á, anh ngủ tạm đi nha. Còn này á, tối đắp đi cho đỡ lạnh. Rồi còn chuyện gì á, để ngày mai em nói với bà Tiên tính tiếp. Vậy nha. Bà Tiên hả? Ờ. Ờ, thôi ngày mai anh biết. Thôi giờ đi ngủ đi, em mệt rồi. Ngủ ngon nha. Nè, cặp nè. Cảm ơn chị. Mau mau tỉnh lại, trả tiền cho tụi tôi rồi đi về nhà đi. Chứ hoàn cảnh ở đây cậu ở không có nổi đâu. Ừ. Cầm lấy đi con. Còn bao nhiêu thứ phải lo. Mẹ phải lo luôn cho ông Tùng nữa. Nhà mình đâu có tiền đâu. Mẹ cầm đi. Không có được. Lên Sài Gòn á, cần nhiều thứ lắm. Con cầm đi, để phòng thân. Con thanh niên sức dài vai rộng, con chỉ lo sức khỏe của mẹ thôi. Giờ không có con ở nhà, không ai phụ việc nhà với mẹ. Thôi, mẹ không có sao đâu. Cô yên tâm làm việc, đừng phụ lòng bác Bảy nghe chưa. Mẹ yên tâm đi, nhất định con sẽ thành công. Dì Cầm ơi! Dì Cầm ơi! Làm gì vậy mày? Để cho bà ngủ không biết đi, qua 3-4 giờ sáng bà mới ngủ. Vô đây là lối ôm sòm. Ông mới là ôm sòm á. Không để cho tôi yên vậy. Chào. Ủa? Chị. Chào. Ai chị? Anh Quân, anh nhớ hết rồi cái gì? Con nhớ được hả? Dạ.
ảnh còn nhớ cái vụ bà đánh lộn ngay xe hủ tiếu của dì nữa đó. Sẵn vụ đó mày kể tao nghe luôn đi. Ngoài cái chuyện mà bà bị nắm tóc, bà còn bị gì nữa không? Tao hỏi hoài bà không chịu nói nè. Nhìn gì vậy? Nhìn coi bà có bị gì không? Ai mượn? Nè cậu, cậu nhớ được cái gì rồi hả? Dạ, em nhớ hết mọi chuyện rồi. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em. Mà nè, bây giờ cậu tính làm sao? Ở đây cậu có người thân gì không? Anh không có quen ai ở đây hết á gì. Nhưng mà cái vấn đề bây giờ quan trọng là mình phải kiếm tiền để mà trả tiền viện phí đây nè. Hay là mình nhờ bà Tiên giúp đi gì? Thôi, phiền lắm. Thôi, bây giờ mọi người đi về đi, tôi ngủ chút thôi. Đi về đi, nha. Hay là vậy nè. Ấn sẽ trở về quê hương mà làm thơ ca tụng mộng cầm. Cầm, làm ơn, cho tôi ngủ. Phiền ghê á. Vì cầm phủ vàng ghê đúng không? Vì cầm thẳng tính vậy thôi, chứ dễ thương lắm anh. Bà Tiên là ai vậy? Sao anh nghe em nhắc tới mấy lần lận? Bà Tiên tóc dài, người mập lùn, chân có khúc. Chị nghe nè Yến. Chị ơi, có cái ca này khó lắm chị giúp em đi. Dạ hả? Nhưng mà em biết chị cảm ơn. Em biết rõ về người này không? Cái ông nội này nè, từ quê lên tự nhiên xong cái bị cướp hết giấy tờ tiền bạc rồi điện thoại luôn. Bây giờ em phải làm sao đây chị? Chị có cách nào giúp hết? Anh cướp chú Đại ơi, cướp thằng Quân đánh thằng cướp này, anh đánh sao lại nó? Đúng rồi, mọi người qua đây phụ em tay đi. Qua phủ đi. Cái người này là hồi sáng em nói với chị đó, bà Tiên. Cái gì? Bà Tiên? Đây là bà Tiên mà em hay kể, vừa mập vừa lùn, chân ngắn đó hả? Bà Tiên cũng ngộ quá. Chết rồi, anh chảy máu rồi. Trời ơi, chị đánh anh te tui như vậy, lỡ ảnh mất trí nhớ lại sao? Bị chấn thương tới mức mất trí nhớ là rất nguy hiểm. Vậy mà bé Yến nó dám bày trò trốn viện. Công nhận con bé này ly thiệt. Tại không đủ tiền đóng viện phí cho nên bất đắc dĩ bé Yến nó mới làm vậy thôi à. Nè, thuốc trong đây và liều lượng sử dụng đã ghi cụ thể hết trong toa. Viên màu xanh lá này là Ginkgo Biloba. Đây là thuốc bổ não. Anh uống một viên vào buổi sáng khi bụng no. Còn đây là thuốc sát trùng vết thương. Anh nhớ rửa vết thương mỗi ngày á. Nhiều thuốc như vậy chắc là... Chào cậu. Dạ, chào cô. Cô khỏe chưa? Tôi đỡ rồi cậu. Cô đi đâu vậy? Tôi ra ngoài kia xem có ai phát cơm từ thiện không á. Hôm trước đó cũng nhờ cậu xin giùm tôi hộp cơm á. Hôm đó là tôi đau lắm, tôi mệt lắm, tôi đi không nổi luôn cậu. Đâu có gì đâu cô. Hay là để con dẫn cô đi nha. Tôi đỡ rồi, tôi tự đi được rồi. Cảm ơn cậu nha. Vậy cô đi cẩn thận nha cô. Hộp cơm hôm trước anh lấy là đưa cho cô đó hả?
cậu mệt quá, cậu đi không nổi cho nên tôi lấy giùm. Trời, tại... anh đợi tôi chút. Chị Cam, chị tới đóng viện phí cho anh Quân hả? Ờ đúng rồi, chị đi đóng tiền viện phí nè. Xong hết rồi chị. Xong hết là sao? Là em đóng hết tiền viện phí luôn rồi hả? Ôi trời ơi, hên quá vậy. Ừ, nếu vậy chị về chị trả lại tiền cho người ta, mất công đóng tiền lời uổng lắm. Dạ. Chị đi nha. Xong hết rồi, bây giờ về thôi. Ờ. Cảm ơn mấy anh nha. Để tôi thu xếp rồi gửi số tiền này lại cho mấy anh. Không đáng bao nhiêu đâu mà, quan trọng là sức khỏe của anh. Đi. Không được đâu, mấy anh làm vậy tôi ngại lắm. Khi nào tôi tìm được việc làm rồi á, có tiền tôi trả lại mấy anh liền nha. Vậy là anh đang thất nghiệp hả? Ờ, tôi có một nhóm từ thiện. Hiện tại nhóm tôi đa phần là nữ, đang cần một nam để khiêng đồ nặng. Nếu như anh cần tiền trả nợ, có thể tham gia cùng nhóm tụi tôi. Đồng ý. Ừ. Vậy cho tôi số điện thoại đi. Cuối tuần này tôi sẽ gọi cho anh. Mấy anh cứ gọi Yến hoặc anh Đại lại gặp tôi à. Tại điện thoại tôi bị mất rồi. Dạ. Ờ, ba, để con rót cho. Mời mọi người. Dạ. Ba, thật ra con nghĩ công ty của chúng ta trước giờ đều gia công những mẫu thiết kế đã có sẵn. Con thấy nó rất là đại trà, nhưng cơ hội đổi mới này, hay là công ty chúng ta tạo ra những mẫu thiết kế thật độc đáo. Và... ngày thì ngủ, đêm thức khuya, nhậu nhẹt tới sáng, thời gian đâu nữa mà nghiên cứu. Rồi á, đưa ra mấy cái mẫu thiết kế không giống ai, rồi nói ra là sáng tạo là sao? Hả? Kìa anh, sao anh nặng lời với nó quá vậy? Mai Anh. Dạ. Con coi giúp Dượng một số việc liên quan đến tài chính và pháp lý, Dượng sẽ trả lương con đàng hoàng. Dạ, công việc thì Dượng cứ giao cho con, còn lương thì chắc con không nhận đâu. Dượng cũng biết rồi đó, ba mẹ của con đâu bao giờ để con thiếu tiền. Con đã coi cái bộ hồ sơ mà Dượng đưa cho con chưa? Con có ý kiến gì không? Dạ có. Theo con tìm hiểu thì công ty bên đó, họ không những chú trọng về mẫu mã thiết kế, họ cũng còn rất là quan trọng về vấn đề tính ứng dụng. Nên con thấy deadline 2 tuần là hơi gấp. Dượng thấy sao? Anh Mai. Dạ. Cái việc này anh có bảo đảm được không? Thời gian gấp quá, cũng khó đó. Anh phải bổ sung thêm nhân sự cho bên phòng thiết kế tôi đi. Chúng ta có cần đăng tuyển nhân sự thiết kế không không? Tuyển làm cái gì? Có sẵn tuyển gì? Tôi đã chuẩn bị nhân sự thiết kế rất là tiềm năng cho anh rồi. Tuần sau Quân nó vô nó làm việc chính thức cho công ty rồi. Quân? Nhưng mà rồi không biết liệu có đáp ứng được những cái yêu cầu của mình không? Tôi tin là thằng Quân nó sẽ làm việc tốt. Yeah. Vấn đề bây giờ là mình phải cho nó cái chỗ làm việc. Dương nè. Dạ. Ngày mai con dọn qua bên phòng vật tư đi, để cái phòng lại cho thằng Quân nó làm việc. Cái gì ba? Sao vậy được? Cái phòng làm việc yêu thích của con mà. Với lại cái phòng đó là nơi con tạo rất là nhiều cảm hứng. Con... cảm hứng gì ở đây? Hả? Cái người làm việc thật sự mới cần cái không gian như vậy. Con làm được cái gì? Anh đừng có bực. Em nghĩ Dượng làm vậy cũng chỉ vì thương và lo cho anh thôi. Thương và lo cho anh hả? Vậy tại sao đưa phòng làm việc của anh cho thằng Quân? Vậy là thương anh dữ chưa? Suốt ngày cứ quân. Sao anh cứ phải quan tâm người ta dữ vậy? Cái mà anh cần bận tâm bây giờ là mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa anh và ba anh kìa. Nhưng mà suốt bao nhiêu năm nay nó xen ngang vào cuộc đời cha con của anh. Bọn em không thấy hả? Riêng cái khoản này em thì không hiểu nổi Dượng á. Thì đó, bởi vậy anh mới nói. Ngày nào cũng nhắc tới thằng Quân nó giỏi như thế này, thằng Quân nó giỏi như thế kia, và kêu anh học theo nó. Riết anh muốn khùng luôn á. Nhưng mà
chốt vấn đề là anh phải tin em. Dượng là người thương anh nhất. Nhưng mà anh không thể nào chịu được. Coi như anh thông cảm cho Dượng là người lớn tuổi đi. Ba mẹ nào cũng hay đeo trên con nhà người ta thì làm sao Dượng ngoại lệ được. Ờ, thì đó, trên con nhà người ta. Alo, anh nghe nè. Ok, vậy nha. Bye. Ủa, anh mới đòi điện thoại mới hả? Điện thoại cũ còn xài nữa không? Cho em đi. Em định xài hả? Không. Có một người vận chuyển mới trong nhóm từ thiện của em. Chưa có điện thoại để liên lạc. Nè, tôi nói sẽ bán liền á. Một cái điện thoại cũ mà có thể nhìn rõ về một con người cũng còn rất rẻ mà. Em cảm ơn. Dạ, mọi chuyện tốt hết mẹ. À, con hẹn bác Bảy rồi, qua tuần con sẽ tới gặp bác ấy. Mẹ giữ gìn sức khỏe nha. Con biết rồi mà. Vậy thôi, cúp máy nha mẹ. Cảm ơn anh. Xong rồi hả? Dạ. Câu bộ anh cũng kỹ quá ha. Thấy cà tàn vậy thôi chứ không có nói là anh ăn cám đó. Công việc của anh đi giao hàng chắc cực lắm anh. Cực lắm này ơi. Chưa kể gặp mấy đứa bơm hàng. Vừa mất tiền vừa mất thời gian. Nhưng mà riết là cũng quen. Mưa. Mưa bà nội ơi, dẹp mưa. Mưa. Yên ơi, đem dầu vô con. Đó, đó. Anh cứ lo không kêu mình đi xe để em lo cho. Anh xe để đây em. Cẩn thận cái gì? Anh ơi. Bây giờ hết rồi, tối nay không có chỗ ngủ. Rồi rồi, con vô liền. Sao chết xe ta mày? Mới đây bị dột rồi, anh dẫn xe giùm em đi. Ông nội, đứng lên. Anh đi dột luôn. Dạ. Ông nội, coi chừng mưa dột nha. Ừ. Con chạy đâu vậy? Anh muốn làm gì vậy? Mày làm gì chứ Quân? Nó dột cái máy nhiều quá. Trời mưa trời gió lên chạy cái gì? Này coi chừng té. Anh leo từ từ thôi. Yến, lấy giùm anh hai cùng gặp đi. Dạ. Thôi để tao. Cẩn thận nha anh Quân. Rồi ổn rồi. Chưa, xuống đi con ơi. Xuống đi con ơi. Chú, lau đỏ này đi. Đưa tao khăn thú quách cho mày. Mới có 3 ngày con không giặt à. Ủa sao bữa nay mày ở nhà? Mày không đi làm hả? Con nói to, con bị đuổi rồi. Mày xúc đi. Làm chỗ nào cũng 2-3 ngày là bị đuổi. Nhỏ thôi, ông nội chưa có biết. Con làm bể 10 cái tô sao mà không đủ được. Mày ở chung với Cầm đó, mày không học được cái tấm nào cũng Cầm hết trơn á. Ôi trời. Chị, lấy em phụ. Biết liền mà. Mưa gió là không lo cho ông nội ăn được đúng không? Quý vị nè, đại với anh Quân phải sửa mấy nhà bị dột á. Xuống mày. Thôi nè 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 nè, bắt tôi đi xong rồi đổ nước lên cho nó nóng. Ăn cho nó ấm bụng nha. Ấm bụng hả? Ừ, không có, nói ông nội nè. Ông nội ăn đi ông nội. Ớt nữa nha chú Đại. Ủa? Ủa rồi con bé đi đâu rồi? Rồi, chắc là đưa bà nhỏ đi đâu nữa rồi. Nói nghe nè, chừng nào hai mẹ con nó về á, nói nó chạy ra ngoài quán của tôi á, lấy 2 tô về ăn nghe không? Cái tô của ông là tô này nghe. Ông ăn ớt nhiều á, cho nên là tôi cho ớt quá trời luôn á. Ăn đi nghe. Con gì Cầm vậy, tốt bụng mà lại dễ thương nữa ha. Ủa, anh Đại, em thấy hủ tiếu chị Cầm ngon mà sao anh không ăn? Anh nhìn hoài vậy? Tao hoang mang quá, không biết có nên ăn không. Ôi, ôi, quá trời thịt luôn. Hèn gì, nhiều ớt, ấm lòng.
chào anh Đại. À. Anh nè, thứ bảy này mình phát cơm từ thiện ở bệnh viện đó nha. À. Xe mình bị sao vậy anh? Hôm qua chở khách, đường ngập rồi anh lội vô, giờ sáng nó chết máy luôn. Anh làm gì trên đó vậy? Hôm qua mưa to gió lớn quá, nó phải đợi mưa lên trên máy để mà làm lại cái máy đó. Không có nói là hôm qua khỏi ngủ luôn rồi. Dạ. Mà anh qua chơi hả? Alo. Rồi. Đợi xíu đi tôi tới mà. Rồi yên tâm. Xe bị gì anh? Chết máy. Để em coi coi. Anh biết sửa xe hả? Sao không? Anh có tù vít không? Có, trong thùng vứt cưng. Mày anh lấy giùm anh đi. Nè. Ờ, cảm ơn. Cái này là cái mỏ lết. Tù vít là cái khác cô Tiên, cái nó dài dài á. Trời ơi. Cảm ơn nhiều nha. Có gì đâu anh. À, dọn đồ giùm anh ha. Dạ để em. Anh gấp quá gấp rồi. À, anh chạy từ từ thôi. Ok. Nè anh đỡ chơi nha cưng. À. Sao anh hay quá vậy? Mấy cái này hội dưới quê tôi làm hoài vậy. Của anh nè. Cái này. Ờ, điện thoại cũ. Anh giữ đi để cho tiện liên lạc. À. Tôi biết là điện thoại cũ nhưng mà nhìn nó còn xịn quá à. Tôi không dám nhận đâu. Anh cần phải có điện thoại để khi cần liên lạc về công chuyện của nhóm từ thiện tôi liên lạc với anh nữa chứ. Nhưng mà... Hay là anh đổi ý rồi? Không muốn làm nữa? Tôi muốn làm chứ. Lúc tôi gọi anh nhớ bắt máy liền á. Tôi biết rồi. Thôi vậy tôi đi hả? Ừ. Em đi nha chị. À. Dạ. Alo. Hả? Rồi, tôi tới liền. À. Em. Dạ. À, chị có công việc gấp á. Chị đi tí xíu. Nhờ em giờ mấy mi giùm chị nha. Chị để em coi cho. À, cảm ơn em trước nha. Dạ. Ủa, sắp có em bé hả? Tới tầm 700 bà. Tôi làm như vậy là cho ông thấy được cái cảm xúc của con trai mình khi mà nó thấy cá biển. Trời đất ơi, đây là cái món ăn thằng Quân nó thích, bà hiểu không? Bữa ăn cơm của nó là phải có cá, đúng cái chất con trai miền biển. Nè, mình lo cho con thiên hạ thì mình cũng phải ưu tiên cho con mình trước chứ. Trời, con mình lo cả đời rồi bà ơi. Còn thằng Quân á, nó vì công ty của mình, nó lên đây nó làm việc cho mình, thì bà với con cứ coi nó như là người nhà đi. Thôi, bà chịu khó, bà đi ra phòng khách bà ngồi đi. Cái bà này thiệt. Đại. May quá anh về. Anh. Ờ. Gì? Em có chuyện này muốn nhờ anh. Anh có bộ đồ nào của anh cho em mượn không? Bộ đồ này của em mặc mấy ngày rồi. Hèn chi đi ngang mày hôi rình. Dạ anh biết sao không? Tại vì hôm nay em cần một bộ đồ tương tất để tới chỗ làm. À vậy là phải lấy đồ vía đúng không? Ê này đâu mày mặc thử vô luôn đi. Dạ. Quần này đâu đo thử coi được không? Rồi sao cái quần nó bự như cái thùng vậy anh? Mày mắc cười quá thì cái phơm tao sao thì cái quần tao vậy chứ. Mà mày ăn mặc kiểu này đi xin việc làm hả? Hay là mày mua đồ mới đi? Không cần đâu anh, em thấy bộ này cũng đẹp rồi. Cảm ơn anh nha.
Chào anh. Anh Tìm ơi, tôi tìm bác Bảy. Anh dừng lại, dừng lại. Thì ra thằng ăn cướp. Tao nhớ ra mày rồi. Thằng ăn cướp. Tìm bình yên ở chốn mênh mông. Hỏi sao trong lòng như dậy sóng. Ủa, nơi đâu anh nói hôm nay có bữa cơm gia đình mà. Gặp nhau. Gia đình của ai á? Trên đất lạ. Anh không. Rồi còn như con phải giúp con nó đang ở đâu? Chị gọi ngoài mà không được. Mặt đẹp này có một vết sẹo sao? Những phút nào thầm xa âm thanh, những số phận lặng lẽ đi qua anh, những nỗi lòng. Bay khỏi nhà tôi, bay khỏi nhà tôi. Mưa rơi trên đôi vai mòn, sẽ sống thật và những lời thơ. Anh làm cướp. Cô nhìn lầm tôi với ai thì phải. Sao không biết vậy?